Bằng tất cả trái tim, cảm ơn thầy cô và các bạn trường đào tạo Hải Phong. Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2020, 43 thực tập sinh Hải Phong đã có buổi chia tay thầy cô và các bạn trước khi lên đường sang Nhật Bản. 43 thực tập sinh Hải Phong đã gửi lại thật nhiều yêu thương và tình cảm tới mọi người ở lại. Watashi wa kyou suikoku ASEAN-ji no jipsuse no Khải desu. Tôi là Khải của lớp xuất cảnh ngày hôm nay. Kyou wa ASEAN-ji kurasu no minasan ni wa shite. Kyou wa ASEAN-ji kurasu no minasan ni watatte chotto happyou sasete itadakimasu. Hôm nay thì tôi thay mặt các bạn xuất cảnh của lớp ASEAN-ji thì xin phép được phát biểu vài đôi lời ạ. Chotto furueru desu. Tôi hơi run một chút. Kyou wa hajimete ozei no hito ni tatemasu. Hôm nay tôi lần đầu tiên được đứng trước rất nhiều người. Nanka imamade 1年間 gurai tachimashita. Đến bây giờ thì đã hơn 1 năm đã trôi qua rồi ạ. Nagai jikan desu ga watashi tachi wa itsumo tonikaku majime ni ganbattemasu. Dù là thời gian rất là dài nhưng mà chúng tôi đã rất cố gắng ạ. Akirameru koto wa Hải Phong Center ni haite kara sensei tachi to minasan wa itsumo osewa ni natte orimasu. Cảm ơn các thầy cô trong những thời gian qua đã giúp đỡ tôi từ khi tôi vào Hải Phong ạ. Minasan no okage de ima watashi tachi wa mukashi to chigatte motto seichou ni narimashita. Nhờ có các bạn mà đến bây giờ thì tôi đã cảm thấy trưởng thành hơn một chút rồi. Kokoro komete hontoni kansan moshiagemasu. Bằng tất cả trái tim này thì tôi rất cảm ơn tất cả các bạn ạ. Video desu. Shirei shimasu. Tối muộn cùng ngày, các bạn đã lên đường để ra sân bay xuất cảnh sang Nhật Bản tiếp nhận công việc. Trong tháng 12 này, Hải Phong dự kiến xuất cảnh gần 200 thực tập sinh. Trước đó, Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với khách nước ngoài tới từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 1 tháng 11 năm 2020. Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam hôm 20 tháng 11 đã thông báo tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa cho người có mục đích thương mại ngắn hạn như liên hệ công tác, đàm phán, ký kết hợp đồng, lao động đi làm việc và lưu trú dài hạn. Động thái nằm trong lộ trình mở cửa sau thời gian đóng băng vì Covid-19. Từ ngày 24 tháng 11, Hải Phong đã nhanh chóng nộp hồ sơ và chuẩn bị mọi thủ tục cũng như công tác đưa thực tập sinh sang Nhật Bản. Giây phút các bạn được xuất cảnh có lẽ là điều tuyệt vời với cả các bạn, gia đình và Hải Phong sau bao nhiêu ngày ngóng trông. Rất là lâu và rất là vui và hạnh phúc ạ. Em có muốn gửi tới gia đình mình, ba mẹ và các anh chị em hay là ông bà mình ở nhà lời chúc vì con người. Em chỉ nhắn nhủ với ba mẹ và anh chị là ở nhà giữ gìn sức khỏe và em sẽ qua đấy cố gắng học tập và làm việc để về phụ giúp gia đình. Bây giờ bà ngoại của cháu Trần Văn Hà, hôm nay tiếng cháu lên đường mạnh khỏe, đi làm ăn được hết là từ nhà của trung tâm là tốt. Với sức khỏe, mạnh khỏe, làm ăn, học hành tiến bộ thế được thôi. Chúc tất cả các bạn luôn bình an, lạc quan và học hỏi được thật nhiều điều tươi đẹp tại đất nước mặt trời mọc. Đi để trở về. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân. Nếu bạn có thể ước mơ, bạn có thể làm được. Hải Phong luôn tin tưởng, dõi theo và đồng hành cùng tất cả các bạn.